Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với bài tìm hiểu về Photoshop. Hôm nay chúng ta sẽ học về điều chỉnh sáng tối trong một cái bức ảnh trong Photoshop. Thì điều tiên các bạn lên Internet search một cái tấm hình ở đó để chúng ta có thể thực hành, hoặc là các bạn có sẵn một tấm hình ở đó và dùng File, click Open, tìm cái hình ở đó chúng ta chọn để chúng ta thực hành. Thì chúng ta điều chỉnh ánh sáng trong Photoshop thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng là trên menu Image, chúng ta sẽ chọn Adjustment. Adjustment tiếng Anh dịch là tiếng Việt là điều chỉnh. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh Brightness and Contrast, nghĩa là Brightness là cái điều chỉnh cái độ ánh sáng sáng hoặc tối, còn Contrast là cái độ tương phản. Chúng ta click vào thì chúng ta sẽ thấy được là có hai cái chức năng là Brightness and the Contrast. Brightness thì khi chúng ta click vào cái mũi tên nhỏ này, chúng ta kéo sang bên phải thì các bạn sẽ thấy cái hình nó sẽ sáng hơn. Chúng ta kéo sang bên trái thì nó sẽ tối hơn. Thì chức năng này dùng để chúng ta có thể điều chỉnh những cái tấm hình mà chúng ta chụp vào những cái nơi mà thiếu ánh sáng. Chẳng hạn như chúng ta thấy trái táo như thế này, nó tối thì chúng ta sẽ sử dụng Brightness để kéo sáng lên thì cái tấm hình nó sẽ sáng rực hơn và rõ nét hơn. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái chức năng là Contrast, cái độ tương phản. Chúng ta kéo qua bên phải thì độ tương phản cao, các bạn thấy nếu càng chỉnh càng nhiều thì cái độ tương phản nó sáng rực hơn, còn kéo sang bên trái thì nó sẽ độ tương phản nó sẽ giảm đi. Chẳng hạn như những cái bức hình mà các bạn chụp ngoài nắng mà bị cháy chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái chức năng contrast này để giảm cái độ. Chẳng hạn chúng ta để trái như thế này, chúng ta có thể kéo cái độ tương phản xuống, kéo ánh sáng xuống bớt thì nó sẽ giảm cái trái táo, nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ thật hơn, màu sắc sẽ đẹp hơn. Trường hợp các bạn lỡ tay kéo mà các bạn không nhớ thì các bạn có thể gõ lại phím 0 ở đây thì nó sẽ quay trở lại chế độ ban đầu lúc chúng ta điều chỉnh. Các bạn lưu ý một chỗ là nếu mà các bạn kéo những cái mũi tên sang bên trái phải mà các bạn không thấy cái hình này nó thay đổi thì các bạn nhớ click chọn review để các bạn vừa chỉnh các bạn vừa thấy luôn cái hiệu ứng trong quá trình điều chỉnh của mình. Các bạn có thể thấy không? Nếu các bạn không click review này thì review là xem trước thì các bạn sẽ không có thêm xem được quá trình điều chỉnh nó như thế nào. Ngoài ra các bạn có thể click chụp vào cái mũi tay nhỏ nhỏ này thì có một cái cách để các bạn có thể làm nhanh hơn là các bạn không cần chính xác. Các bạn rê chụp lên cái khu vực này mà các bạn thấy được cái hai mũi tay nó kéo và có cái dấu bàn tay thì các bạn có thể kéo sang trái, kéo sang phải đi tùy thích, không cần phải click chụp, nhất thiết phải click chụp cái mũi tay nhỏ này. Tương phản cũng vậy, ta thấy cái dấu ký hiệu bàn tay chúng ta kéo. Ngoài ra chúng ta có thể gõ số vào, chúng ta có thể gõ 70 hoặc là 70 chẳng hạn như vậy, còn không chúng ta có thể gõ số 0 để quay trở lại tình trạng ban đầu. Ok, như vậy là chúng ta sẽ hiểu được là những cái tấm hình nào mà chúng ta cần điều chỉnh ánh sáng thì chúng ta ánh sáng và tương phản thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là Brightness and the Contrast thì chúng ta điều chỉnh. Hy vọng cái công cụ này sẽ giúp ích cho việc các bạn điều chỉnh ánh sáng trong những cái tấm hình mà bạn chụp hoặc là những cái quá trình xử lý hình ảnh mà các bạn cần, thì nó sẽ phụ cho các bạn làm công việc đó một cách hiệu quả. Cho các bạn, chúc các bạn một cái công việc có một cái công việc hiệu quả trong ngày. Chào các bạn.